xin chào mấy anh em quay trở lại kênh của Tiến nha mọi người. Thì đêm nay Tiến tiếp tục công việc với anh Tấn nha mọi người. Thì anh Tấn hôm nay đi với Tiến là được 5-6 ngày, Tiến quên nha mấy anh em. Thì anh Tấn đã chạy được rộng nha mọi người. Thì buổi sáng nay Tiến nhờ bạn Khánh bên vợ công đăng ký giùm cho anh Tấn vô nhà máy nha mọi người. Thì nếu mà vào nhà máy được thì sẽ tập cho anh Tấn ve rồi anh Tấn cắt ngọt rồi nha mấy anh em. Thì hôm nay Tiến sẽ đưa cho anh Tấn chạy hai tua rỗng nha mọi người. Thì hôm nay Tiến kéo hai công hàng lên và giao cho anh Tấn chạy hai cái rỗng về nha mọi người. Thì Tiến chạy hai tua cắt lái, thì cho nên trong quá trình lấy rỗng ở cắt lái Tiến sẽ không có quay được nha mấy anh em. Tiến sẽ quay từ bắt đầu ra khỏi cổng để mà giao cho anh Tấn chạy về ở dưới Nhân Trạch nha mọi người ha. Thì anh Tấn thì sau gần 5 ngày đi lơ thì anh Tấn nó chạy rỗng ok nha mọi người ha. Mặc dù nó hơi chưa được ngọt luôn. Thì khả năng thì anh Tấn sẽ đi vài ba hôm nữa thì sẽ vào nhà máy tập rác ngọt rồi tập gắn công rồi tập ve nha mọi người ha. Ve xong rồi sẽ vài hôm nữa tiếp tục sẽ tập cho anh Tấn chạy công hàng. Chạy hàng xong thì sẽ chỉ cho anh Tấn những thủ tục mà cổng cảng rồi vô là giao cho anh Tấn làm thủ tục luôn nha mọi người. Từ đóng tiền cho tới lên giao lưu với mấy anh em xe năng ở đồ bô để mà lấy động về nha mọi người. Thì thời gian dự kiến thì có thể là một tháng Tấn sẽ ok nha mấy anh em. Ok rồi, còn quá trình anh Tấn kiếm việc có xe thì nó sẽ tự học hỏi mà trao dồi kinh nghiệm hơn nha mọi người. Bây giờ trời cũng hay tối nha mấy anh em cũng thông cảm nha, do tính chất công việc Tiến đi ban đêm nhiều nên không có quay ban ngày được cho mấy anh em. Tiến cũng cố gắng chia sẻ cũng như là hết sức cho mấy anh em trên clip để mà tìm hiểu thêm. Đoạn đường thì nó rất hẹp thì Tiến tập trung chạy nha mấy anh em, hẹn mấy anh em xíu nữa Tiến làm thủ tục lấy công ra nha. Bắn đây không? Lên xe ngồi sẵn luôn đó, chạy qua cái tay. Đường Nguyễn Xiển này rất là hẹp nha mấy anh em. Xíu nữa anh Tấn sẽ về một tour đường Nguyễn Xiển nữa, tại tour sau Tiến hạ cắt lái, Tiến lấy ở Phúc Xuân Tân Vàng thì Tiến sẽ đi đường này về cho lẹ nha mọi người. Xe mình Tấn anh Tấn anh sẽ móc về đây để mà về Đồng Nai nha mọi người. Rồi sao còn Tấn quay tặng cận cảnh anh Tấn xử lý cho mấy anh em xem. Ra từ từ anh Tấn. Anh khúc này anh để một số anh bò luôn, bò từ từ ra. Lượng xe Sài Gòn đổ về Đồng Nai rất là nhiều, nhóm từ từ nha anh Tấn, từ từ ha. Nhường nhịn đó, từ từ thôi, rất là nguy hiểm, lượng xe rất là đông, từ từ anh đừng cho xe, chừng cho xe nha, thôi vậy từ từ quan sát cái mũi xe. Chưa đi mất chớn, vô số 2 rồi. Thắng là anh cứ đi hết số anh qua rồi anh mới hẳn xe ra anh mới đi số, chưa quen mình cứ từ từ thôi. Rồi đi số đi, rồi năm luôn. Chuyển đằng lên
lượng xe rất là nhiều nha mấy anh em, xe dài mười mấy mét thì đi sát nhau. Giờ anh Tấn chuẩn bị qua lấy chớn qua số 8 nha mọi người, xem anh Tấn qua số coi nó ngọt không nha mấy anh em. Ok, hơi yếu máy xíu nhưng mà không sao nha mấy anh em, trời rỗng thì sẽ nó dễ hơn, sẽ tập cho mấy anh em dễ hơn. Nhiều khi mấy anh em đi hiếu chớ thì mình sẽ nó mọt nó nhẹ, không có rống máy nhiều. Mình ép từ từ thì cái hộp điện của xe Mỹ nó sẽ dìu ga lên phụ nha mọi người. Đó là một cái lợi thế của xe chạy bằng hộp điện nha mấy anh em. Giờ chuẩn bị qua chính rồi. Bỏ số anh. Anh cầm cục số anh bỏ luôn. Anh cầm nguyên số là đừng bỏ lỏng đó, đẩy luôn. Thì anh Tấn anh ra mo xong rồi cái tay anh tha lỏng nhưng mà còn tiếng là tiếng ra mo, nhưng cái tay tiếng vẫn cầm cái nắm số ghi qua đẩy lên. Còn anh Tấn là anh chuẩn vậy nè, nó sẽ khó vô số hơn mà mình bóc trực tiếp mình kèm á. Ví dụ nó không lọt số thì mình cái tay mình vẫn còn số, mình sẽ ép mình nhịp ga mình ép là sẽ lọt. Còn anh Tấn thì anh sẽ chưởng vậy nó khó vô số hơn nha mấy anh em. Để cho anh Tấn anh quen mọi thứ rồi tí sẽ thúc đẩy anh Tấn nhiều hơn và đi kiếm công việc nha mọi người, để mà có công việc mà có thu nhập để mà lo cho cuộc sống, lo cho gia đình vợ con nó như thế nào, sau này còn lấy vợ lấy đồ nữa. Anh em xa quê rồi mấy anh em thấy không, xách cái ba lô lên mà đi học nghề nè. Hồi xưa Tiến cũng có từng cảm giác như vậy nha ha, đi học cái nghề rất là cực, thậm chí mà gặp những cái người tốt á thì không sao, còn gặp mấy người nhiều khi rất là cực khổ. Hồi xưa Tiến cũng may mắn gặp anh Ngọc rồi cũng dễ thương, rồi cũng tạo điều kiện cho Tiến theo nghề, nhưng mà nên bây giờ Tiến sẽ cố gắng tập cho những anh em cũng có thể. Nhưng mà mấy anh em cũng hiểu là mỗi lần Tiến tập như rất là áp lực nha, áp lực từ chủ xe nè, áp lực từ quầy đường rồi mọi thứ, rồi công việc nữa, nên đào tạo một người đi ra nghề rất là khó nha mà, thậm chí là hầu như rất khó để mấy anh em tài xế mà có điều kiện để mà tập cho mấy anh em theo ngày sau để mà ra nghề nha mọi người. Bây giờ mấy anh em cái mức thu nhập nó càng ngày khó khăn rồi đủ thứ hết, còn riêng phần mấy anh em đi theo Tiến thì sẽ hỗ trợ tiền cơm cho mấy anh em, và mấy anh em chú trọng ở việc học và cố gắng có khiếu rồi Tiến sẽ cố gắng Tiến dợt nha mọi người. Không phải như mấy anh em mà đi phải chuyện đơn giản đâu, nếu mà không có khiếu thì Tiến sẽ nói và hiểu và cố gắng mà tập. Thứ nhất là không có tốn thời gian của Tiến, và hai là cũng không có tốn thời gian cho mấy anh em theo nghề. Nhưng mà Tiến nói cái gì phải hiểu, không có được mà ý kiến nha mọi người. Nhưng Tấn đây hầu như mấy anh em nào cũng lên xe Tiến rất là đàng hoàng, nhưng mà không có sọc dưa, không có bậy bạ với Tiến. Nên Tiến sẽ cố gắng hỗ trợ mấy anh em lúc nào cũng ra ngày hết, chỉ cần mấy anh em có tính kiên nhẫn rồi ham học hỏi và xem Tiến cách Tiến chạy rồi. Và đặc biệt mấy anh em đã từng va chạm với xe tải rồi, ôm xe tải rồi còn tám bao cua nha mọi người. Tấn đây anh có bằng FC, đương nhiên là anh sẽ rành hơn một tí xíu, chẳng chỉ là anh Tấn anh có cái đường đi rất là nhanh nhẹn nhau ha, mặc dù không biết chạy xe công nhưng mà mạnh dạng thi bằng FC để mà lấy bằng trước. Bây giờ chỉ cần mình đi theo học hỏi thêm kinh nghiệm ghe và học cách chớn rồi cái lực quán tính của ghe rồi lực hắn rồi thắng như thế nào và chính xác, rồi khoảng cách bao nhiêu thắng an toàn, và có suy nghĩ là lôi một cái công vài tấn hàng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, có trách nhiệm thế nào
và cái xử lý thắng như thế nào và cách chạy như thế nào để mà an toàn một cái chuyến hàng nha mọi người. Cái xe trong này mình thắng một cũng phải có biết cách thắng nha mấy anh em, rất là khó thắng, không phải là lên mình chạy mình thắng như kiểu dạng xe tải như hay du lịch nhỏ nhỏ đâu nha mọi người. Rồi mình phải tập trung xử lý, cái xe mình rất là dài, lòi cái mọt đó mình đã dài rồi, cộng thêm một đầu xe Mỹ nữa bon bon trên đường như thế này. Rồi. Cho nên tiếng ưu tiên anh em có bằng FC là vậy, mà tập cái ga xe chạy liền luôn. Tiếng sẽ tạm gác máy nha mấy anh em, thì từ giờ tiếng vừa nói chuyện và cũng xem những cách đi số của anh Tấn nhưng mà cũng khá là chân chu, khá là ngọt. Mặc dù thì chưa có mướt bằng bằng tiếng nhưng mà tại tiếng này tiếng chạy chuyên xe Mỹ hồi đó giờ rồi, nên cái những cái hộp số hay là cái tua máy ha, thậm chí tiếng nghe cái tiếng máy tiếng biết là đi số máy yếu hay không. Nên là những xe riêng về xe Mỹ là tiếng đi số rất là im nha mọi người. Hồi xưa tiếng đi lơ thì tiếng chạy rất là im, cảm nhận được rồi, rồi mấy anh em tài xế ngủ trong đây nè rất là vừa bụng, chạy không có nghe tiếng vọt kẹt, tiếng tiếng số rơ, rồi cabin không có sốc, nên chạy nhẹ nhàng để mình quen cái cảm giác. Giống như anh Tấn này, anh Tấn này anh chạy rất là đầm nha mấy anh em, đôi khi có một hai số nó hơi phượng tí thôi. Giờ tiếng sẽ tạm gác máy và xíu khuya tiếng quay nữa nha mấy anh em. Thì đã quá trình anh Tấn đi được 6 hôm nha mọi người, 6 hôm chính xác là 6 hôm hoặc là 5 hôm mà tiếng quên đó. Thì anh em thấy không, đã chạy được như vậy rồi, thì mong muốn của tiếng thì một tháng sẽ cứng và tháng thứ hai là sẽ có việc cho anh Tấn nha mọi người. Thì tại bây giờ là cuối năm rồi nên thì kiếm việc cũng rất là khó nha mọi người, thì mong hy vọng có thể kiếm việc trong năm hoặc là qua Tết, ăn Tết xong anh Tấn sẽ có việc nha mọi người. Tiếng đang có mặt ở Phúc Sơn về, tiếng đi bộ vô đóng tiền nha mọi người, tiếng vào anh Tấn vô lấy công luôn. Phúc Sơn kẹt kinh khủng, hai hàng luôn, tuốt trong cuối bãi luôn nha mấy anh em. Qua luôn. Bãi quá kẹt nha mấy anh em. Quốc Sưng thầy xe anh Tá đang di chuyển vào. Bãi rất là tối nha mấy anh em, mấy anh em cũng thông cảm nha. Bãi chặt. Chạy ra cổng luôn đi. Giờ anh Tấn anh sẽ xuất phát về nha mọi người ha. Đây là tour cuối cùng. Về hai anh em ghé kiếm gì ăn quá đói ha. Về cận cảnh anh Tấn anh đi số nha mấy anh em. Anh Tấn đi số bằng ba ngón nha mấy anh em. Thấy anh Tấn hơi khều bằng ngón tay không? Có gì lại nói gì không anh Tấn? Hello mọi người nha. Mọi người buổi tối vui vẻ nha mọi người. Tấn hay thích nói quá nha mấy anh em. Toàn là tiếng nói không? Vậy tiếng quay thì mấy anh em ít nói, mấy anh em nhát. Giờ Trung Hồng rồi sẽ đi theo bọc theo hướng này về cầu Đồng Nai lại nha mấy anh em. Thì tiếng sẽ với anh Tấn sẽ kiếm mì ăn và kết thúc một hành trình. Thì video đến đây cũng khá là dài nha mấy anh em, với lại trời tối quá quay nhiều cũng không, mấy anh em xem cũng không rõ nên
Tiến kết thúc video đây nha mọi người. Chúc mấy anh em có một buổi tối vui vẻ nha. Rồi những clip sau Tiến sẽ chia sẻ về quá trình anh Tấn ảnh theo nghề nha mấy anh em. Chào tạm biệt mấy anh em nha.